5 tháng đầu năm 2022, 10.052 ca sốt xuất huyết nội trú và ngoại trú, tăng 46,4% so với cùng kỳ. 7 trường hợp tử vong do dịch sốt xuất huyết, bao gồm 5 người lớn và 2 trẻ em. Số ca bệnh chuyển nặng tăng gấp 7 lần so với năm trước. Chu kỳ bùng phát 4 năm một lần. Dịch chồng dịch. Thành phố Hồ Chí Minh chủ động trong công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Thưa quý vị, tình hình dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến triển tốt. Tuy nhiên, nỗi lo ngại lớn nhất thời điểm này lại là vấn đề sốt xuất huyết đang gia tăng rất nhanh, với hơn 10.000 ca mắc từ đầu năm tới nay và khả năng cao sẽ bùng phát thành dịch lớn theo chu kỳ 4 đến 5 năm một lần. Trước tình hình đó, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ngay lập tức chuẩn bị những phương án quyết liệt, chủ động trong công tác phòng chống và điều trị sốt xuất huyết. Khoa sốt xuất huyết, huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày đang tiếp nhận và điều trị cho khoảng từ 70 đến 80 ca bệnh mắc sốt xuất huyết. Bệnh nhi 10 tuổi này, quê ở tỉnh Đồng Nai, nhập viện trong tình trạng sốt cao, co giật, có các dấu hiệu sốt nặng và đang phải thực hiện các biện pháp truyền dịch, cấp cứu và theo dõi đặc biệt. Nó sốt, ho, rồi không có ăn uống gì hết, cổ họng nó cứ muốn là đau á, không ăn thế là ở nhà cũng điều trị 2-3 ngày, thấy không bớt nó mang đi bệnh viện. Đây cũng là tình trạng chung của rất nhiều các bệnh nhi đang nằm điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Bên cạnh các triệu chứng thông thường như sốt cao, ho, đau nhức cơ thể, đợt dịch sốt xuất huyết lần này cũng đã ghi nhận thêm nhiều dấu hiệu bất thường khác, đặc biệt ở các bệnh nhân là trẻ nhỏ. Bệnh nhân cũng có nguy cơ diễn tiến thành sốc hoặc là xuất huyết nặng hoặc là suy các cơ quan. Đặc biệt đó là chúng ta cũng ghi nhận là có rất là nhiều bệnh nhi dư cân béo phì hoặc là những bệnh nhi có những biểu hiện thay đổi những hành vi bất thường, thay đổi tri giác, la hét, kích thích hoặc là có những dấu hiệu liên quan đến phản ứng của thần kinh cũng hay được ghi nhận và rất dễ nhầm chẩn đoán với lại những nguyên nhân của bệnh lý nhiễm trùng cấp và kèm theo những dấu hiệu thần kinh như viêm não, viêm màng não và do đó cũng rất là dễ bỏ sót. Còn tại huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những khu vực nguy cơ cao trở thành ổ dịch về sốt xuất huyết của thành phố, Bệnh viện Đa khoa huyện cho biết số lượng ca bệnh sốt xuất huyết phải nhập viện và chuyển nặng đang ngày một gia tăng. Tính từ đầu năm 2022 cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2022 luôn, tức là tới cuối tháng 5, thì lượng bệnh sốt xuất huyết mà chúng tôi tiếp nhận được là khoảng gần 800 ca. So với năm 2021 thì cái số lượng mà nhập viện điều trị tại bệnh viện là tăng đến 215% và số lượng bệnh nặng tăng gấp 6 lần. Số lượng bệnh nhân nặng tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là tình trạng chung của các bệnh viện tiếp nhận và điều trị sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố. Thậm chí kể từ đầu năm 2022 tới nay, toàn thành phố đã ghi nhận tổng cộng hơn 10.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết với 7 trường hợp đã tử vong. Một con số hết sức đáng báo động. Thì tình hình năm nay đặc biệt nó có những cái điểm khác biệt so với những năm trước. Đó là số ca tăng thì không phải là quá nhiều, nhưng mà đặc biệt là số ca nặng do sốt xuất huyết thì tăng rất nhiều. Người trên 50 tuổi bị sốt xuất huyết dù là không có bệnh nền thì nguy cơ trở nặng cũng hết sức cao. Thì đó là một cái diễn biến mà chúng tôi hết sức quan ngại. Theo các chuyên gia y tế, sở dĩ số lượng ca bệnh sốt xuất huyết chuyển nặng tăng cao trong đợt dịch lần này là hậu quả để lại từ đại dịch COVID-19 vừa qua. Sức khỏe suy giảm, bệnh nền không được kiểm soát tốt trong khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội, cộng thêm tâm lý chủ quan, e dè của người dân khi đến bệnh viện khám bệnh sau đại dịch COVID-19, dẫn đến việc nhiều bệnh nhân chỉ tới khám tại các cơ sở y tế khi các triệu chứng sốt xuất huyết đã trở nặng. Cái đó là mình ở nhà 3 ngày á, sốt nhiều càng ngày á, không ăn được với lại sốt không có hạ nên mới đi khám. Tại vì cái lúc đó mình đi nắng nhiều nên mình tưởng là mình chỉ bị say nắng cảm vậy thôi chứ không có liên quan gì tới mấy sốt xuất huyết. Trước tình hình diễn biến dịch sốt xuất huyết đang ngày một gia tăng như vậy, Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai các phương án tăng cường việc phòng ngừa và điều trị sốt xuất huyết. Rút kinh nghiệm từ đợt đại dịch COVID-19 vừa qua, trước hết, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh
tập trung tăng cường vai trò của tuyến y tế cấp cơ sở là phòng tuyến đầu tiên trong việc khám, phát hiện và điều trị kịp thời cho các bệnh nhân có nguy cơ để giảm thiểu tối đa thiệt hại. Cái hệ thống y tế cơ sở, hệ thống các cái chính quyền ở cơ sở sẽ đóng vai trò then chốt và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục có những cái chỉ đạo để đảm bảo cái hệ thống này phát huy tối đa như thời gian qua. Hiện nay anh em qua cái quá trình chống dịch Covid thì đã có một cái kinh nghiệm phối hợp rất là tốt rồi. Do đó chúng tôi mong muốn rằng là tất cả đơn vị phát huy đầy đủ toàn bộ cái mạng lưới của thành phố để tất cả các nơi đều hạn chế tối đa được những cái thiệt hại. Không chỉ có vai trò là phòng tuyến điều trị đầu tiên, Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các tuyến y tế, trạm y tế cấp cơ sở phải đóng vai trò đầu tàu trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan, tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của từng người dân, từng hộ gia đình trong việc phòng chống sốt xuất huyết. Tiến hành giám sát xem cái khu vực, ở cái khu vực đó nó còn bao nhiêu ca nữa, nó có bao nhiêu điểm nguy cơ nằm ở khu vực đó, khoanh vùng lại, xử lý ổ dịch, truyền thông nguy cơ cho những người dân ở cái khu vực đó biết là cái phát sinh dịch đó, từ những cái gì. Chẳng hạn như ở cái điểm đó thì nó có những cái chăn nuôi, rồi nó có những cái điểm mà gọi là thu mua ve chai. Thì đây là những cái mà bà con cần chú ý để mình xử lý để cho cái ổ dịch đó nó không phát sinh. Cùng với đó, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu các bệnh viện các cấp chủ động triển khai các phương án chuẩn bị về cơ sở vật chất, thuốc, dịch truyền, sẵn sàng cho việc thu dung, điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết trong trường hợp số lượng ca bệnh tăng cao hơn nữa. Từ đầu năm nay thì chúng tôi, sau khi đại dịch Covid-19, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, ví dụ như là tập trung số lượng giường bệnh dành riêng cho sốt xuất huyết nhiều hơn. Thứ hai nữa là thuốc men, xét nghiệm thì chúng tôi cũng đầu tư để chẩn đoán sớm những ca sốt xuất huyết, thuốc đầy đủ để điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Còn đối với nhân sự thì chúng tôi từ đầu đã được tập huấn, cho đi đào tạo tập huấn ở bệnh viện chuyên môn về nhiễm, ví dụ như bệnh viện bệnh nhiệt đới, bệnh viện nhi đồng, và cho các bạn có tâm lý sẵn sàng khi đón dịch sốt xuất huyết tự tin. Với kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán, điều trị bệnh sốt xuất huyết của hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh, với những chuyên gia đầu ngành của cả nước trong khám và điều trị sốt xuất huyết, các bệnh viện tuyến cuối của thành phố không chỉ chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị y tế và nguồn nhân lực tiếp nhận điều trị các bệnh nhân chuyển nặng, mà còn sẵn sàng cho việc hỗ trợ chi viện tuyến cho các tỉnh trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên, miền Đông và Tây Nam Bộ. Chúng tôi cũng có đào tạo những cái nhóm chuyên sâu về điều trị sốt xuất huyết ở khoa sốt xuất huyết, khoa hồi sức tăng cường chống độc và khoa cấp cứu, và sẵn sàng chi viện cho các địa phương qua những cái cuộc hội chẩn trực tuyến và thậm chí là có thể đi hỗ trợ cấp cứu kịp thời những ca bệnh nặng. Cùng với việc chuẩn bị sẵn sàng cho thu dung và điều trị sốt xuất huyết, Thành phố Hồ Chí Minh cũng kêu gọi sự hỗ trợ từ chính quyền các cấp, ban ngành, đoàn thể, huy động sự tham gia của cộng đồng, nâng cao ý thức, tự giác của người dân trong phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Vừa trải qua cơn đại dịch Covid-19, lại tiếp tục nguy cơ bùng dịch sốt xuất huyết. Có thể nói đây là thời điểm khó khăn của hệ thống y tế trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, với những bài học kinh nghiệm từ đợt dịch Covid-19, cũng như sự chủ động, sẵn sàng của toàn bộ ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh và ý thức của người dân, cộng đồng trong việc phòng chống sốt xuất huyết, hy vọng dịch bệnh một lần nữa sẽ sớm được đẩy lùi. Dang rộng vòng tay nhân ái với những người khuyết tật, đó chính là tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay. Và ngay sau đây mời quý vị cùng gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện của một nhân vật hết sức đặc biệt, người đã dành nhiều năm trời để chắp thêm đôi chân cho những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Một người được những người khuyết tật gọi bằng cái tên thân thương là ông thầy xe lăn. Suốt 7 năm qua, nơi đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc để người ta đến gửi những chiếc xe lăn cũ, hỏng. Để từ đó, qua bàn tay khéo léo của sư thầy Thích Đức Minh, đạo tràng An Viên, phường An Phú Đông, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, những chiếc xe lăn này lại được kéo dài tuổi thọ và chuyển đến với những người khuyết tật khó khăn. Vào những năm 2015, thì bắt đầu thầy có những cái chuyến từ thiện tại các bệnh viện. Thì lúc đó mới tiếp xúc được với rất là nhiều bệnh nhân
đặc biệt là các bệnh nhân là người khuyết tật. Thì các bệnh nhân này đa phần là họ mong muốn họ xin được một chiếc xe lăn thích hợp để họ có thể di chuyển, bởi vì chi phí điều trị bệnh của họ rất là nhiều nên họ không có khả năng để mua chiếc xe lăn. Kể từ đó thì bắt đầu sẽ suy nghĩ xem là mình mua chiếc xe lăn như thế nào. Do không chuyên về việc sửa chữa nên thời gian đầu sư thầy tốn khá nhiều thời gian từ công đoạn tháo ra, lắp vào. Vậy mà khi gửi xe tặng người khuyết tật thì họ lại không sử dụng được vì không phù hợp với nhu cầu của họ. Thầy cũng sẽ lắng nghe các bạn để biết được cái nhu cầu sử dụng xe lăn của các bạn như thế nào là tốt nhất. Nên vì vậy khi mà chúng ta cho xe lăn thì chúng ta nên hỏi cái nhu cầu sử dụng xe lăn của người khuyết tật. Bị cái gì? Khuyết tật nhưng mà nó có nhiều dạng khuyết tật. Thì lúc đó mình sẽ rút ra được là họ sẽ cần chiếc xe lăn có cái tay, cái chân được tháo ra, hoặc là chiếc xe lăn để họ ngồi trên đó họ tắm và họ di chuyển. Mình cũng phải hỏi, bởi vì các bạn đó phụ thuộc vào chiếc xe lăn mà. Sau khi lắng nghe nguyện vọng của người khuyết tật, những chiếc xe lăn được sư thầy Thích Đức Minh chế lại theo nhu cầu sử dụng của từng người. Các bộ phận của xe lăn sau khi tháo ra sẽ được cất đi để tái sử dụng. Cũng theo sư thầy, xe lăn tặng cho người khuyết tật không chỉ được tái chế theo yêu cầu mà còn phải nhẹ để người dùng có thể dễ dàng di chuyển lên xuống, qua lại. Đa phần người khuyết tật xin xe lăn được thầy Minh gửi tặng thông qua đường bưu điện, bởi họ đi lại khó khăn và không thể tới nhận xe lăn tập trung được. Những chiếc xe được trao đi, sư thầy Thích Đức Minh nhận về niềm vui, sự thay đổi theo chiều hướng tích cực của người được nhận. Nhờ chiếc xe lăn phù hợp, người khuyết tật không chỉ có thể tự vệ sinh cá nhân, di chuyển mà còn có thể tự mưu sinh. Đối với lại người khuyết tật, khi họ được nhận một chiếc xe lăn thì các bạn rất là hồ hởi, rất là vui. Giống như các bạn có thể bước ra ngoài để mà được thỏa thích, được đi chơi, được ngắm mặt trời. Đó là cái niềm vui của các bạn. Thì trung bình mỗi năm như vậy thì cho khoảng chừng 500 chiếc xe lăn trải dài từ Bắc tới Nam. Suốt nhiều năm qua, mỗi tháng sư thầy Thích Đức Minh gửi tặng cho người khuyết tật từ 20 đến 30 chiếc xe lăn đã hoàn thiện. Việc làm thiện nguyện đầy ý nghĩa này khiến thầy Minh được người khuyết tật gọi với cái tên gần gũi và trân quý, ông thầy tặng xe lăn.